Rắn là loài sinh vật sợ nóng nhất, nhưng chỉ vì cô gái mà bị thiêu trong lửa suốt 3 ngày, mỗi lần nhớ tới mảnh đất khô cằn đó, Tiểu Bạch lại cảm thấy đau lòng. Nếu không phải vì sự bướng bỉnh của cô, Kha Kha đã không phải chịu thảm cảnh như vậy. "Đừng khóc, chỉ hơi nóng lúc đầu thôi." Anh dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc cô, vì anh cảm nhận được sự tồn tại của em, nên chỉ một lát sau liền không cảm thấy nóng gì nữa. Vì vậy phải là em đã cứu anh mới đúng. Lúc trên núi bị cháy là như thế, ở dưới đáy biển cũng như vậy. Hơn nữa lần này có thể đột phá đến ngũ văn. Thật ra người có lợi nhất vẫn là Tiểu Bạch, bởi vì người rắn đã khống chế được phép dịch chuyển tức thời. Cho dù Tiểu Bạch có ở đâu đi chăng nữa, Kha Kha chỉ cần nghĩ một cái, liền có thể nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh cô. Lúc này Tiểu Bạch lập tức không khóc nữa. Bây giờ cô có thể triệu hồi anh bất cứ lúc nào. Năng lực như vậy cũng quá là nghịch thiên rồi. Sau này chỉ sợ cô có muốn chết cũng khó. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu như anh biết đến những thứ này sớm hơn, anh đã có thể đột phá từ đầu rồi. Cũng sẽ không để cho Tiểu Bạch phạm nhiều lỗi như vậy. Đột nhiên bang một tiếng, hai người quay đầu lại nhìn. Thì ra là báo hoa mai đã ném con hươu hoang qua một bên. Trên mặt còn tràn ngập vẻ bất lực và mất mát. Năng lực của người rắn khiến hắn cực kỳ hâm mộ. Lại năng lực có thể bảo vệ Tiểu Bạch bất cứ lúc nào này, hắn cũng muốn có. Đừng nản lòng, cậu là người trẻ tuổi có tiềm năng nhất tộc người báo. Lam Tắc thở dài, đừng nói đến chuyện bảo vệ Tiểu Bạch, anh ta thậm chí còn không thể rời khỏi mặt nước. Sự phân chia giữa các chủng tộc đã khiến cả cuộc đời làm cá của anh ấy trở nên xám xịt. Kể từ ngày Lam Tắc từ chối hoa khôi của xóm, một số người liền đuổi anh ta ra khỏi tộc Khổng Tước. Hơn nữa vì chăm sóc Lam Tắc, còn đặc biệt chuyển đến những nơi gần sông sinh sống. Nhưng Tiểu Bạch cũng vì vậy mà phiền não. Lam Tắc rất kén chọn một món ăn ngon như vậy, tốt nhất là đừng để rơi vào tay anh ta. Ngay cả hoa khôi làng hắn còn không vừa mắt, chẳng lẽ lại đợi cô sinh cho hắn một người vợ sao? Cô liền bị ý nghĩ hoang đường này làm cho giật mình, vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu. Về bối cảnh đáng sợ của tộc người cá, con gái mình cưới hắn chẳng phải là phạm phải tội cũ sao? Nhưng lúc này cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chính là ý nghĩ hoang đường này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Đây vậy mà lại là một lời tiên tri. Mọi người chưa đi được bao xa, Nhan Cẩu Tước Tước cũng đi theo. Mặc dù Kha Kha đã cảnh cáo hắn, bây giờ anh ghét nhất là những sinh vật biết bay, nhưng hắn chỉ có một cơ hội này. Một khi đã tách ra, đời này e rằng khó gặp lại cảnh đàn con ăn uống no nê, thoải mái nằm lăn ra đất. Một niềm vui khó hiểu, Kha Kha hưởng thụ sự ấm áp hiếm có. Dường như từ khi rời khỏi Vạn Thú Thành, lâu lắm rồi anh không được vui vẻ như vậy. Lén liếc mắt một cái, đánh giá cô gái đang không ngừng trêu chọc đám nhóc con. Không đúng, đây hình như không phải con của hắn. Tiểu Bạch, lần sau có thú kỳ ta sẽ hẹn trước. Cô ngay lập tức ngại ngùng, bên cạnh còn có một con cá nhỏ đang vểnh tai lên hóng hớt. Lại chuyện này có thể cứ như vậy mà nói ra sao? Nhân tiện nói bọn rắn con đâu? Lâu lắm không gặp bọn chúng rồi. À, em đang nói tới lũ nhóc con đó à? Quá vướng víu nên anh đã ném bọn chúng đi rồi. Cô như bị sét đánh ngang tai. Sao trông loại mặt hàng này còn bất ổn hơn báo tử vậy? Bảo anh ấy chăm sóc lũ trẻ, anh vậy mà lại trực tiếp quăng chúng đi. Mỗi một con rắn chúng ta đều rất độc lập, chúng không phải là hoa trong nhà kính. Nếu như em thích thì ôm thêm một ổ nữa đi. Cô thở dài một hơi, vậy thì bỏ đi, hiện tại vẫn còn chưa có chỗ ở cố định. Cô không muốn để cho đám con đi lang thang cùng với cô. Nói đến đây, người rắn vô cùng hối hận, sớm biết như vậy lúc đó anh đã giấu đàn con đi rồi, đợi đến lúc nào cần dùng tới chúng thì mới tìm về. Nghe nói Tiểu Bạch không thích rắn thối, mặt khác ngay lập tức bận rộn. Tiểu Bạch, thịt nai nướng này. Phải rồi, mặt khác, cậu với Vincent chia tay khi nào vậy? Nghe vậy ánh mắt mặt khác có chút né tránh, nói qua loa cho có lệ. Tiểu Bạch thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa. Như thế này cũng tốt, anh ta cũng có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Mùa mưa sắp kết thúc, một nhóm người bước vô định dọc theo con sông. Mưa nói đến là đến, vài người bọn họ tìm thấy một hang động tự nhiên. Đây chính là ngôi nhà ở tạm thời của bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy Lam Tắc đang vui vẻ nghịch nước ở bên ngoài, xung quanh đây cũng không có một bộ lạc nào. Làm thế nào để tìm được một người bạn đời cho anh ta trong tương lai đây? Không thể để anh ta ở đây mãi được. Tôi cảm thấy chẳng sao cả, không tìm được người phụ nữ nào thì chúng ta cứ quây quần bên nhau như này vậy. Vừa dứt lời, một cái đuôi rắn dài trườn ra từ hang động, đấm một cú đấm vào mặt người cá. Tâm trạng mặt khác rất tốt, cảm giác xem người khác bị đánh và mình bị đánh có dư vị không giống nhau. Lần này đến lượt Kha Kha đi săn. Khi anh đi ngang qua Lam Tắc, ánh mắt đột nhiên hiện lên sát ý. Lam Tắc bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Thật là đáng sợ, đây chính là uy lực áp chế của ngũ văn thú sao? Lam Tắc, mau vào trong đây, cậu không thể đánh lại được một con quá vật trên đất liền đâu. Trong đầu Lam Tắc lập tức hiện lên hình ảnh cái cân, một bên là một cô gái quyến rũ, còn bên kia là một tên bạo chúa đang nổi trận lôi đình. So sánh như vậy, nữ thần nhỏ quyến rũ chẳng có sức quyến rũ nào cả. Bên ngoài rất dễ chịu, tôi không vào đó đâu. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng động kỳ lạ. Việc đầu tiên là bảo vệ Tiểu Bạch ở phía sau. Đợi đến khi người tới xuất hiện, hai người đồng loạt cả kinh. Không ngờ là Tước Tước đuổi theo tới. Đừng kích động, là tôi đây. Bên kia cũng có vài nhóc con nữa xuất hiện, rõ ràng là đang bay về phía hang động này. Nhưng sao anh lại ở đây? Tước Tước có chút thẹn thùng, anh ta đã trả lại chức tộc trưởng cho cha mình. Lần theo mùi hương theo tới đây,
Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt khác đột nhiên mở miệng, có gì đó không ổn, tiểu bạch cô dẫn theo lũ nhóc trốn vào trước đi. Nhìn thấy sự căng thẳng của mặt khác, tiểu bạch vội vàng ôm lũ con trai trốn vào trong góc tối, bóng dáng trong màn mưa dần dần rõ ràng, mặt khác nhất thời không thể phân biệt được, bởi vì thú hoang sẽ không xuất hiện theo đoàn, những người này rõ ràng là không cùng chủng tộc, hơn nữa trên lưng còn có một người con gái, mưa lớn như vậy lại không được che chắn gì, mặc cho cô ấy bị mưa lạnh dội xuống. Nhìn những con thú đang đến gần, hai người lập tức bày ra tư thế phòng ngự, nhưng mấy người này lại không nói lời nào, chỉ là sau khi chạm mắt nhau, liền lập tức xông về phía mặt khác, chúng vậy mà lại là 5 con tam văn thú, mặt khác lập tức cảm thấy vô cùng áp lực, vừa rồi anh nên là người đi săn, để cho người rắn ở lại bảo vệ tiểu bạch, chim ngốc, tất cả bọn chúng đều không biết bay, anh đưa cô ấy đi trước đi, nhưng với thời tiết mưa bão này, một mình tước tước bay kính đã rất khó khăn, chứ đừng nói là mang theo người. Nghe thấy hai người họ cãi nhau và mấy người đang đánh nhau ở bên ngoài, tiểu bạch không nhịn được hỏi, có chuyện gì ngoài đó vậy? Nhưng chỉ vì câu nói này, khiến cho động tác của mọi người trong giây lát đều im lặng, ánh mắt mấy kẻ xâm nhập lập tức liền trở nên hưng phấn, trong lòng mặt khác biết không ổn, chỉ có thể ra tay trước, cắn một nhát thật mạnh vào con sói xám. Thực lực của Lam Tắc cũng không tồi, một chiêu nhanh như chớp đánh trúng người con cáo, nhưng không có gì ngạc nhiên, sức kháng cự của một người cá sống lâu dưới đáy biển, tự nhiên sẽ nhanh hơn khi ở trên đất liền, nhưng ngay khi anh ta vừa mới buông lỏng cảnh giác một chút, tốc độ của gấu nâu khổng lồ không hề suy yếu. Nó hung tợn húc một cái thật mạnh vào người cá, Lam Tắc trực tiếp văng ra mất gần nửa cái mạng, ngay khi tay gấu và người cá có ý định tiếp xúc thân mật với nhau, dừng tay, con gấu lập tức ngẩn người, vậy mà lại thực sự dừng lại, tại sao lại có thể có một cô gái xinh đẹp như vậy? Thấy con cá nhỏ dâng lên tới tận miệng, trong ánh mắt con gấu lộ rõ vẻ tham lam, ngay khi hắn ta muốn tiếp cận cô, mặt khác lại vồ qua, hung dữ cắn mạnh vào cổ hắn, bùm một tiếng, con gấu khổng lồ liền ngã xuống đất, mặt khác không dám ham chiến, lập tức đi tới phía trước bảo vệ tiểu bạch, con gấu lớn đó có lớp da thịt dày, cú đánh vừa rồi căn bản không có ảnh hưởng gì tới nó, hơn nữa những kẻ bám theo phía sau cũng theo vào, một mặt khác chống lại ba con còn lại, Lam Tắc bị đánh tới nỗi không đứng thẳng dậy được, nhưng vẫn kiên cường muốn bò tới bảo vệ tiểu bạch, con hổ để ý thấy Lam Tắc, thấy anh không biết điều, phẫn nộ giống lên một tiếng rồi xông lên, đừng giết cậu ấy, cô không kịp nghĩ gì liền lao tới chặn trước mặt hắn, không phải là cô ấy vì người mà quên mình, chỉ những người đàn ông của thế giới này, một là không bao giờ làm tổn thương phụ nữ. Con hổ thực sự dừng lại, nhưng cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, con hổ vậy mà lại cắn vào tay cô một miếng, răng nanh dài của nó gần như xuyên qua toàn bộ cánh tay cô, mặt khác cũng vì tiểu bạch mà phân tâm, bị sói xám hung hăng cắn mạnh một cái, đừng làm họ bị thương nữa. Chẳng phải các người chỉ muốn con cái thôi sao, tôi sẽ đi theo các người. Tất nhiên, đó chỉ là kế hoãn binh của cô ấy, để kéo dài thời gian cho đến khi Kha Kha trở về. Đột nhiên động tác của con hổ cứng đờ, một bóng người cao lớn từ bên ngoài hang động nhảy vào, cảm xúc bất an nhanh chóng lan ra xung quanh. Sát ý khủng khiếp khiến mấy con thú sởn gai ốc bị ngược sáng nên bọn họ không thể nhìn thấy nét mặt của người đến. Thứ mà họ nhìn thấy, chính là một đôi mắt lóe ra màu đỏ tươi. Trong đó, bọn họ nhìn thấy cái chết, cơn thịnh nộ đang lan tràn trong hang động. Con hổ sợ hãi buông cánh tay nhỏ bé của cô ra, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, vết thương trên cánh tay cô, khiến sát ý của người rắn tăng lên tới cực điểm, trong bóng tối, không có gì phải lo lắng khi trận chiến kết thúc, một con thú hung dữ và tàn bạo, đến chết cũng không thể hiểu được, tại sao lại có sự tồn tại khủng bố như vậy, Kha Kha run rẩy tay không dám chạm vào cô, như thể làm vậy sẽ làm cô ấy bị thương nặng hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiểu bạch ngẫm lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, những người đó hoàn toàn vô nhân tính, vừa vào đã muốn giết người. Sau khi hỏi mọi người về tình huống vừa rồi xong, cô lúc này mới yên lòng, Lam Tắc chỉ bị thương ở bên ngoài, nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi, thân thể mặt khác cũng không có gì đáng ngại. Đột nhiên có một tiếng gọi vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là mặt khác đưa cô gái vừa nãy vào, nhưng sau khi nhìn rõ tình trạng của cô gái, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy cổ tay của cô gái bị trói chặt bởi một sợi dây đầy gai, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn cả, hay nói cách khác, cô ấy trông giống như một con rối bị dã thú xé nát vậy. Người rắn sau khi nhìn rõ tình trạng của cô gái, gắt gao ôm tiểu bạch vào lòng. Sau này việc đi săn chỉ có thể để mặt khác làm thôi. Ngay cả bây giờ anh ấy có dịch chuyển tức thời, cũng sẽ phải ở bên cạnh tiểu bạch. Dưới điều kiện kích hoạt con dấu, căn bản không thể bảo vệ cô ấy trước tiên. Mặt khác cẩn thận cởi trói cho cô gái. Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Không ngờ cô gái vừa rồi còn yếu ớt, không biết sức lực ở đâu ra, đẩy mạnh tiểu bạch một cái văng ra xa, mặt khác lập tức nổi giận đùng đùng, dù là một người phụ nữ cũng không thể bắt nạt tiểu bạch của hắn, con báo ngu ngốc, chú ý động tác của cậu, mặt khác ngơ ngẩn, sau đó nhanh như chớp lui về phía sau vài bước, hành động vừa rồi quả thật rất dễ bị hiểu lầm, tiểu bạch tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn báo thù cho cô thôi, nhưng tiểu bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ, tôi không phải, tôi không, Minh Minh, tiểu bạch đừng có phớt lờ tôi, câm miệng, để ra thú lên người cô gái, cẩn thận quan sát mới phát hiện, trên người cô gái lại không có một vết ấn động vật nào, điều đó có nghĩa là cộng sự của cô ấy đều đã bị giết, và những con đực vừa rồi, vậy mà dám đối xử với cô ấy như vậy, rõ ràng là con đực đã bị con cái bỏ rơi.
Thảo nào vừa rồi cô ấy lại cầu xin mặt khác, những người vừa rồi khiến cô ấy sợ hãi, hóa ra là đã gợi lại ký ức bị bỏ rơi của cô ấy. Mặt khác đột nhiên tối cổ, hôm nay nếu Kha Kha không trở về, vậy vận mệnh của Tiểu Bạch chẳng phải cũng sẽ bị như vậy sao? Tất cả những việc này hoàn toàn đều tại anh quá yếu đuối và vô dụng. Mặt khác khó chịu muốn chết, Lam Tắc bên kia lại liên tục ngáp ngủ, vừa rồi đánh nhau làm rơi vảy cá, có nên tặng cho Tiểu Bạch làm tín vật không? Đột nhiên bang một tiếng, Mặt khác phẫn hận đấm một quyền vào vách tường, con báo ngu ngốc này làm cái gì vậy? Có phải tất cả con đực trên cạn đều nắng mưa thất thường như thế này? Tiểu Bạch hiểu được sự oán giận và vô lực trong lòng Mặt khác, nhưng gieo nhân nào gặt quả nấy, nếu con cái không bỏ rơi con đực cũng sẽ không gây ra tội ác thế này. Sai lầm như vậy cũng không phải một bên có thể tạo ra, dù sao cũng tại tôi vô dụng. Không khí có vẻ ngày càng ảm đạm, cô gái bĩu môi, tôi không tin là không trị được anh. Cô liền cù lét hắn ta, phần da thịt ngứa ngáy trên eo Tiểu Mặt khác là nơi nhạy cảm nhất của anh ta. Cho đến khi hắn rơi nước mắt cầu xin tha thứ, Tiểu Bạch mới tạm thời buông tha cho anh ta. Tiểu Bạch, tôi nhất định sẽ cố gắng, sẽ không bao giờ để em gặp nguy hiểm nữa. Lam Tắc nhìn chằm chằm vào anh ta, con báo ngu ngốc này giỏi thật, có vẻ như việc gửi thư gì đó đã lỗi thời từ lâu. Chính vào lúc này, một con hươu hoang bị đập mạnh xuống đất, con báo ngu ngốc, cút đi nướng thịt cho tôi.